Ngày nay, sự bùng nổ của công nghệ trí tuệ nhân tạo đang thay đổi thế giới từng ngày. Ngành Logistics toàn cầu cũng có những bước chuyển mình rõ rệt. Logistics thuê ngoài dần trở thành xu hướng, giúp doanh nghiệp ngày càng chuyên môn hóa để tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả công việc. Với sứ mệnh cung cấp giải pháp chuỗi Logistics toàn diện, năm 2015, công ty cổ phần Logistics NPL được thành lập để đáp ứng các nhu cầu của khách hàng, vận tải, khai quan, giao nhận quốc tế, quản lý vận hành kho và phân phối hàng hóa, nhà xưởng công nghiệp, cảng thủy nội địa với hai chi nhánh chính tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Là doanh nghiệp cung cấp những gói giải pháp Logistics và chuỗi cung ứng hiện đại, linh hoạt trên nền tảng công nghệ tiên tiến, am hiểu văn hóa thị trường nội địa, NPL đã trở thành đối tác tin cậy của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Đội ngũ nhân sự dày dặn kinh nghiệm, NPL cung cấp thủ tục hải quan cho nhiều loại hình hàng hóa khác nhau, hàng kinh doanh, hàng sản xuất xuất khẩu, hàng nhập đầu tư, hàng tạm nhập tái xuất, hàng phi mậu dịch, hàng quá cảnh. Với đội xe hơn 120 chiếc container, 10 xe cẩu và 20 xe tải, 7 trạm điều phối, 2 nhà điều hành tại hai cảng biển lớn nhất Việt Nam là Cát Lái và Hải Phòng, NPL có thể đáp ứng nhu cầu vận chuyển đa dạng, vận tải đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không, vận tải đa phương thức, vận tải hàng siêu trường siêu trọng. NPL đã đầu tư quỹ đất 1,5 triệu mét vuông, tọa lạc tại vị trí đắc địa, thuộc các khu công nghiệp, trung tâm kinh tế lớn trên cả nước: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, Hồ Chí Minh, Long An. NPL đang không ngừng mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu sản xuất và dịch vụ hậu cần cho các đối tác trong và ngoài nước. Hiện tại, NPL đã đưa vào hoạt động 150.000 mét vuông nhà xưởng, phục vụ cho khách hàng là doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp chế xuất với cơ sở hạ tầng tiêu chuẩn. Nhà xưởng cao 12-15 mét, tải trọng sàn 3-5 tấn trên mét vuông, hệ thống dust leveler, hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động, hệ thống hút khói, nhà văn phòng. Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng nên không chỉ tập trung vào cơ sở hạ tầng hiện đại, NPL còn tập trung cung cấp dịch vụ về pháp lý đầu tư, chứng nhận doanh nghiệp chế xuất, nghiệm thu đánh giá tác động môi trường, dịch vụ logistics, xuất nhập khẩu, lưu trữ hàng hóa. Với mục tiêu phát triển bền vững hướng đến tương lai, hệ thống kho xưởng của NPL đều có hạ tầng cây xanh được đầu tư đồng bộ, tạo cảnh quan sinh thái và bức tường xanh, làm giảm khí thải cũng như tiếng ồn. Hệ thống kho xưởng của NPL đều sẽ được lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời áp mái, vừa đảm bảo tiết kiệm nhiên liệu, vừa giúp doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí bảo vệ môi trường theo xu hướng toàn cầu. NPL đưa vào vận hành các trung tâm Logistics ở Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Đồng Nai. Mỗi trung tâm diện tích hơn 15.000 m2, 100% cửa dock con và dock xe tải, chiều cao mái 15 m, tiêu chuẩn để lắp hệ thống kệ 6-8 tầng, bãi đậu xe. Không chỉ cung cấp dịch vụ cho thuê kho, mà NPL còn đặc biệt chú trọng xây dựng giải pháp vận hành, lưu trữ hàng và phân phối hàng hóa tối ưu cho khách hàng. Để nâng cao trải nghiệm dịch vụ khách hàng, NPL không ngừng cải tiến về chất lượng dịch vụ và ứng dụng công nghệ vào quản lý vận hành Logistics với hai hệ thống hiện đại TMS và WMS. Hệ thống quản lý vận tải TMS được viết riêng cho NPL sẽ giúp khách hàng có thể dễ dàng sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa nhanh chóng, kiểm tra tình trạng đơn hàng, lộ trình di chuyển cũng như thời gian nhận được hàng. Tất cả đều được cập nhật liên tục và tự động. Hệ thống quản lý vận hành kho WMS của SAP, nhà cung cấp giải pháp vận hành kho hàng đầu thế giới. WMS được tích hợp barcode, QR code và RFID giúp kết nối với hệ thống quản lý chuỗi cung ứng để cung cấp chính xác, liên tục, tự động về toàn bộ hoạt động của kho, đưa ra các gợi ý và dự báo tối ưu cho công tác quản lý và vận hành kho. Để kết nối toàn chuỗi Logistics, NPL Logistics đầu tư cảng thủy nội địa có diện tích 5,7 ha, cầu cảng dài 240 m, tiếp nhận tàu tải trọng 5.000 tấn với năng lực xếp dỡ 1,5 triệu tấn trên năm. Cảng nằm ở vị trí đắc địa tại cụm công nghiệp Kiến Thành, Long An trên sông Vàm Cỏ để phục vụ giao thương giữa thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tại NPL, con người là nguồn tài nguyên quan trọng nhất. Bên cạnh việc thường xuyên cập nhật những công nghệ mới hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh, NPL không ngừng đào tạo và huấn luyện đội ngũ nhân sự, nâng cao kiến thức chuyên môn, khả năng thích ứng nhanh, phát triển năng lực và giá trị bản thân. Với sứ mệnh kết nối cộng đồng doanh nghiệp, xây dựng hệ sinh thái Logistics cộng sinh để đưa chi phí Logistics Việt Nam tiệm cận thế giới, NPL luôn sẵn sàng chia sẻ nguồn lực, hợp tác chiến lược, đồng hành cùng các doanh nghiệp trong và ngoài nước để cùng phát triển và trường tồn.